đây nha, Sài Gòn, trung tâm Sài Gòn cũng có bán trái điều. Đó, nay mình quay nhẹ cái video về thành phố, mình đi giao hàng. Chào các bạn nha, mình quay lại. Thì lúc nãy lái xe thì mình tính quay mấy cái cảnh đẹp đẹp cho mọi người xem ở đường phố, nhưng mà vừa chạy vừa lái xe thì cũng nguy hiểm quá. Thì bây giờ là mình bắt đầu trên cái tuyến đường mà mình đi giao hàng này cho các tiệm bán chim khác á. Thì sẵn đây mình quay một cái video nhỏ về cái cuộc sống thực tế, về công việc hiện tại mình đang làm ở Việt Nam. Thì bây giờ hôm nay mình đi giao, đây chiếc xe giao hàng của mình khá là cồng kềnh ngoài đường ha, nhưng mà mình cũng cố gắng là cột nó một cách chắc chắn, nó gọn trong cái giới hạn cho phép về cái độ rộng và cũng như cái chiều cao. Thì chiều cao này thì hơi lố một chút, cái này hơi lố rồi, nhưng mà bề rộng thì ok, nó vẫn đảm bảo được. Thì đi như vậy cũng sợ lắm các bạn, cái điều kiện mình cũng chưa cho phép mình sắm xe lớn hơn để chở hàng. Thì bây giờ cố gắng tạm thời mình đi bằng chiếc xe này, mình giao hàng, rồi sau này có điều kiện hơn mình sẽ đổi xe khác. Thì hôm nay mình đi giao nhiều mặt hàng lắm, ví dụ như này cái cầu cho chim nó đậu, rồi giấy lót nè, ba lô nè, lồng, có các loại lồng đó. Các bạn thấy đường phố Sài Gòn đông vui không? Đó, bên kia cái này là tuyến đường Điện Biên Phủ nè. Làm shipper cũng vui lắm các bạn. Đây cũng là một cái trải nghiệm. Chung mà đi giao hàng buổi trưa thì thực tế là nắng nóng thiệt, nhưng mà đi thì mới cảm nhận được cái đường phố, xe cộ nó chạy. Mình đi mình thấy công việc mình thích làm, mình thấy nó vui. Hôm nay thời tiết nắng, hôm nay thời tiết tới 34 độ C rồi. Bây giờ là mình đang trên quốc lộ 13. Tuyến đường này thì buổi trưa hôm nay thì cũng thông thoáng. Giao xong hàng cho cửa hàng rồi thì bây giờ mình quay về. Thì đó, công việc thì hiện tại mình cứ bán hành chim cảnh, rồi mình giao hàng ship ha. Mình ship free khu vực 30 km, bán kính thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, đi hết. Ok, bạn nào quan tâm theo dõi cái kênh của mình thì nhấn đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Chào tạm biệt nha, hẹn mọi người cái video tiếp theo nha. Bye bye.